Ngày 16 tháng 3, Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đã đồng ý chủ trương cho các trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ, nguy cơ cao được đi làm. Chủ trương này được ông Nguyễn Tiến Hải kết luận trong một cuộc họp thường trực mới đây. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cần ban hành quy định tạm thời về việc đi làm đối với F0, F1 là cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Cụ thể các trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ, nguy cơ cao được đi làm việc nhưng trên cơ sở tự nguyện đảm bảo nguyên tắc không tiếp xúc với người khác. Các doanh nghiệp phải hỗ trợ người lao động xét nghiệm 2 lần một tuần và bố trí sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, giao thủ trưởng các cơ quan đơn vị phân công công việc hợp lý, đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, nhưng tránh trường hợp lợi dụng dịch bệnh để nghỉ việc, ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng công việc.